Sau khi kết thúc khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày tại một ngôi chùa ở Huế, MC Đại Nghĩa đã trở lại trường quay để tiếp tục ghi hình cho chương trình Gương mặt thân quen 2022 với vai trò giám khảo cố định. Đại Nghĩa chia sẻ, kinh nghiệm thì mình đã có bởi vì bản thân đã từng là thí sinh và có khá nhiều năm kinh nghiệm với nghề diễn xuất. Tuy nhiên về vấn đề chuyên môn nếu không khéo léo thì rất dễ dẫn đến sự khiển trách từ phía khán giả. Vì khi ngồi vị trí ba giám khảo của một chương trình thiên về diễn xuất thì sẽ không ai bàn về việc anh ngồi vị trí đó. Nhưng đây là một chương trình có cả âm nhạc nên bản thân cần phải trau dồi kiến thức thêm rất nhiều.